Ukraine đưa thêm 2.000 UAV ra chiến trường. Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tảng ngạn sông Dnipro. Quân đội Nga bất ngờ tiến hành các hoạt động tấn công gần Adika. Mỹ ủng hộ chính quyền Palestine quản lý cả Gaza và bờ Tây. Israel tuyên bố sớm hành động ở nơi hàng trăm ngàn người Gaza vừa sơ tán đến. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, UAV đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua giữa Nga và Ukraine do tính cơ động và chi phí thấp của loại vũ khí này. Quân đội Ukraine gần đây đã nhận bàn giao hơn 2.000 máy bay không người lái UAV và dự kiến sẽ triển khai đến các mặt trận nóng nhất trong cuộc xung đột với Nga hiện nay, bao gồm máy bay không người lái do Ukraine sản xuất. Các máy bay này sẽ giúp tấn công các vị trí và thiết bị của Nga. Pravda dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov ngày 18 tháng 11 cho biết, các cơ quan mua sắm quốc phòng gần đây đã tiếp nhận hơn 2.000 UAV do Ukraine sản xuất. Bộ Tổng tham mưu sẽ phân phối các UAV này cho binh sĩ đang chiến đấu ở những mặt trận nóng nhất hiện nay. Ông Fedorov tiết lộ thêm, lô hàng này chỉ chứa máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, bao gồm máy bay không người lái cánh cố định, máy bay không người lái cảm tử và máy bay không người lái tấn công đa nhiệm. Các máy bay này sẽ giúp tấn công các vị trí và thiết bị của Nga. Theo các nhà phân tích, UAV có thể trở thành một trong những yếu tố quyết định cục diện chiến trường năm 2023. Khi quân đội Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới. Nga đã xây dựng các công sự kiên cố dọc theo chiến tuyến, đào hào sâu, thiết lập bãi mìn để cản bước tiến của quân đội Ukraine. Khi các lực lượng Ukraine đối mặt với những chướng ngại vật, họ sẽ phải giảm tốc độ di chuyển và khi đó có thể trở thành mục tiêu của pháo binh Nga trường hợp quân đội ukraine vượt qua được những chướng ngại vật này họ sẽ phải giao chiến với các đơn vị tăng thiết giáp và binh sĩ nga đồn trú tại các vị trí được bảo vệ kiên cố các lực lượng nga có thể gây thiệt hại nặng nề cho quân đội ukraine trước khi lùi sang một vành đai chướng ngại vật khác và chu kỳ này có thể lặp lại sử dụng uav với tần suất lớn có thể giúp ukraine dễ dàng thực hiện nhiệm vụ trinh sát và xác định vị trí các đơn vị pháo binh nga được bố trí để ngăn ukraine vượt chướng ngại vật ngoài ra những UAV này có thể cung cấp dữ liệu quan trọng về vị trí phòng thủ của nga hoặc tấn công và phá hủy các cứ điểm quan trọng giúp ukraine xuyên thủng phòng tuyến của đối phương ngoài những nhiệm vụ trên UAV có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp tế khi các đơn vị ukraine tiến công qua tuyến phòng thủ của nga nhiều khả năng họ sẽ bị cắt đứt tuyến tiếp tế trong trường hợp này UAV sẽ được sử dụng để cung cấp cho đạn dược và nhu yếu phẩm cần thiết khác trong thông báo mới đây, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành được một giải đất do Nga kiểm soát ở tà ngạn sông Dnipe. Theo giới phân tích, bước tiến này có thể mang đến chút ít hy vọng cho Kiev, nhưng khó có khả năng tạo ra đột phá nhanh chóng. Trong vài tháng qua, các lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ ở bờ đông sông Dnipe, gần thành phố Kherson ở phía nam do Ukraine kiểm soát. Hoạt động này hầu như được giữ bí mật và các quan chức Ukraine rất kín tiếng về tình hình giao tranh. Tuy vậy, ngày 17 tháng 11, giới chức Ukraine đã phá vỡ sự im lặng khi tuyên bố các lực lượng nước này đã giành được một giải đất trên bờ sông do Nga kiểm soát. Kiev cũng đăng tải video về hoạt động của lực lượng thủy quân lục chiến và các vị trí quân sự dọc chiến tuyến tại Kherson. Theo giới phân tích, tuyên bố trên có thể mang lại một tia hy vọng cho Ukraine và các nước phương Tây hỗ trợ Kiev trong bối cảnh cuộc phản công diễn ra hơn 5 tháng qua bị đình trệ và nhiều hoài nghi về nỗ lực duy trì viện trợ quân sự nhưng một số người cho rằng việc giành được những lợi ích nhỏ về mặt lãnh thổ khó giúp Ukraine tạo ra bước đột phá nhanh chóng. Ukraine bắt đầu nỗ lực vượt sông vào đầu mùa hè. Một sĩ quan thủy quân lục chiến của Ukraine cho biết giao tranh diễn ra ác liệt và những đợt pháo kích của Nga dữ dội đến mức các đơn vị của họ phải chiến đấu luân phiên 3 ngày mỗi lần. Các nhà phân tích quân sự ban đầu coi cuộc đột kích là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng Nga để ngăn họ di chuyển đến các khu vực khác của mặt trận, chẳng hạn như ở phía đông. Sau nhiều tuần giao tranh, video về chiến trường cho thấy vị trí của Ukraine đã được mở rộng. Một số blogger quân sự Nga nói rằng Ukraine đã di chuyển một số xe bọc thép vượt sông. Theo ông Konrad Muzika, chuyên gia tình báo quân sự kiêm chủ tịch công ty tư vấn Rochan Consulting ở Ba Lan, bất chấp các cuộc giao tranh ác liệt, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào cứ điểm của Nga ở tà ngạn sông Dniepe. Đây có thể là nỗ lực để chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng đạt được một số thành công và khiến phương Tây có niềm tin để duy trì sự hỗ trợ quân sự cho họ. Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Washington đã đặt câu hỏi về lợi ích của các hoạt động đổ bộ trong bối cảnh cuộc phần công của Ukraine diễn tiến rất chậm chạp. Trả lời cho câu hỏi này, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ cuộc tấn công nhằm mục đích đẩy Nga ra xa hữu ngạn con sông để bảo vệ dân thường ở khe sân trước các cuộc pháo kích không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, nhà phân tích Muzika nhận định, do những đầu cầu mà Ukraine thiết lập hiện rất nhỏ, nên ép khó có thể tạo ra tác động lớn đối với đường dây liên lạc hoặc tuyến đường hậu cần của Nga. Trong phát biểu trên truyền hình mới đây, Valery Prozapa, một viên đại úy của Ukraine cũng thừa nhận, còn quá sớm để tuyên bố các hành động mang tính đột phá chiến lược đang diễn ra. Việc chốt chặn tại tảng ngạ sông Dnieper có thể mở ra tuyến đường giúp Ukraine tiến thẳng tới Crimea nhưng quân đội nước này chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Một số chuyên gia dự đoán Kiev có thể tập trung củng cố các vị trí của họ trong khu vực, sử dụng chúng làm bàn đạp cho chiến dịch tấn công bán đảo Crimea trong tương lai. Tuy vậy, ông Muzika cho rằng năng lực hiện tại của Ukraine nhằm tiến sâu hơn tới bán đảo Crimea rất hạn chế. Theo nhà phân tích, mục tiêu trước mắt của Kiev có thể là tiếp tục thiết lập và mở rộng đầu cầu đổ bộ trong mùa đông đồng thời xem xét các phương án thực hiện một cuộc phản công mới ở miền Nam trong năm 2024. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm lưu ý thừa nhận, công việc hậu cần giữa mũi Kimbun, một giải đất nhỏ được hình thành nơi sông Doniape gặp Biển Đen và Oleski, cũng như giữa Oleski với Nova Kharkovka, bị gián đoạn. Vì thế, chúng tôi phải đi vòng quanh và tạo một tuyến đường vòng đủ lớn để vận chuyển binh sĩ, vũ khí. Nếu Ukraine có thể cắt đứt tuyến hậu cần của Nga, thì điều đó sẽ buộc Moscow phải rút lui về phía đông tới Raden, bỏ lại mũi Kimbun, nơi cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Trong trường hợp đó, Kiev có thể tiếp tục phong tỏa huyết mạch hậu cần tới Crimea và cắt đứt một phần đáng kể nguồn cung cấp cho quân đội Nga. Ngoài ra, nếu Ukraine có thể mở rộng vùng kiểm soát và tiến hành một cuộc tấn công toàn diện ở bờ đông sông Dnieper, Nga sẽ buộc phải rút bớt binh sĩ từ các nơi khác để tiếp viện cho khu vực này. Điều đó sẽ cho phép quân đội Ukraine tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Melitopol. Nếu giành được Melitopol, Ukraine có thể cắt được hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea, cũng như mở đường ra biển Azov. Hiện các chuyên gia quân sự vẫn hạn chế suy đoán về diễn biến cuộc giao tranh tại Kherson vì chưa biết rõ quân đội Ukraine sẽ thực hiện kế hoạch nào và mục tiêu chính xác mà họ theo đuổi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những bước ngoặt mới thường xảy ra vào thời điểm bất ngờ nhất. Theo tờ Daily Mail, cụ thể từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, có tới 19.740 người rời Ukraine bất hợp pháp vào Romania, Moldova, Ba Lan, Hungary và Slovakia. Hàng chục người tiếp tục rời đi hàng ngày. Theo Ukraine, trên 21.000 người cũng đã tìm cách rời khỏi nước này từ tháng 2 năm 2022 nhưng đã bị giới chức từ chối. Trong khi hầu hết nam giới ở độ tuổi 18 đến 60 bị cấm rời khỏi Ukraine. Một số người thậm chí còn sẵn sàng bơi qua biên giới để đoàn tụ gia đình, học tập hoặc làm việc ở nơi khác. Ông Fedya Venitladki, một nghị sĩ Ukraine cho biết, Ukraine không quá lo ngại về việc người dân rời đi, khẳng định những người cố trốn tránh nghĩa vụ chỉ chiếm khoảng 1-5%. Họ chắc chắn không quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng các ủy ban quân y tham nhũng đang dễ dãi với việc miễn trừ để cho hàng nghìn người tránh phải phục vụ trong lực lượng vũ trang ở Ukraine có những trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự đối với nam giới có vấn đề về sức khỏe, có trách nhiệm chăm sóc người thân hoặc người từ ba con trở lên. Tổng thống Ukraine đã cảnh báo rằng số trường hợp miễn trừ đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 2 năm 2022, mà theo ông là do tình trạng tham nhũng trong các ủy ban quân y. Ông Venilatky nói với đài BBC, chính phủ nhận ra rằng hiện tượng này không chỉ riêng lẻ mà còn lan rộng. Nhưng thật không may, tôi phải nhấn mạnh rằng tham nhũng rất dài dẳng ông nói thêm rằng số lượng người dân tìm cách rời khỏi Ukraine cũng không ảnh hưởng đến cuộc chiến. Tôi tin chắc rằng tinh thần kiên cường và sẵn sàng của người Ukraine trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và tự do của mình là 95 đến 99%. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải tất cả giám đốc các trung tâm tuyển quân khu vực của Ukraine vào ngày 11 tháng 8 ông Zelensky cho biết một cuộc điều tra cấp nhà nước về các trung tâm tuyển quân trên khắp Ukraine đã vạch trần tình trạng lạm dụng của các quan chức này. Họ đã làm giàu bất hợp pháp và đưa nam giới đủ điều kiện nhập ngũ qua biên giới bất chấp lệnh cấm rời khỏi Ukraine trong thời chiến. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đã mở 112 vụ án hình sự nhằm vào các quan chức trong ban tuyển quân bị tình nghi nhận hối lộ và tham gia vào các hành vi tham nhũng. Ông tuyên bố những người điều hành hệ thống này cần là những người biết chính xác chiến tranh là gì và tại sao tình trạng tư lợi hối lộ trong chiến tranh là phản quốc. Ông Zelensky cũng cho biết thêm các cựu chiến binh và binh lính bị thương ở mặt trận sẽ thay thế những người bị sa thải. Trước đây, Tổng thống Zelensky đã sa thải các quan chức cấp cao bị nghi ngờ tham nhũng. Trong khi đó, Ukraine đang phải chịu tổn thất trong cuộc chiến tiêu hao liên tục với Nga trong những tháng gần đây. Trong tháng 8, Mỹ ước tính có tới 70.000 người có thể đã thiệt mạng, một tỷ lệ đáng kể trong số 800.000 người thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 9. Cả Nga và Ukraine đều không báo cáo số lượng thương vong. Hiện Ukraine đang tìm cách phá vỡ thế bế tắc bằng cách thiết lập một bãi đổ bộ ổn định ở phía bị Nga kiểm soát của sông Doniape tạo điều kiện cho một đường tấn công mạnh mẽ hơn từ phía Nam. Lực lượng Nga và Ukraine đã cố thủ ở hai bên bờ sông Dnipe kể từ khi Nga rút khỏi khu vực phía Tây vùng Kherson vào tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công gần Adipka và đạt được nhiều tiến bộ. Trong khi đó, tình báo Estonia tuyên bố lực lượng Nga đang lên kế hoạch bao vây Adipka, nhưng đồng thời tránh tiến vào bên trong chính thành phố này. Theo Pravda, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ vừa qua đã công bố các hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã tiến nhẹ vào khu công nghiệp phía đông nam khu định cư Adipka ở tỉnh Donetsk và tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công gần Adipka và đạt được nhiều tiến bộ. Trong khi đó, tình báo Estonia báo cáo rằng lực lượng Nga đang lên kế hoạch bao vây thành phố Adipka tỉnh Donetsk nhưng đồng thời tránh tiến vào chính thành phố này. Đánh giá này được đài truyền hình công cộng RR đưa tin vào hôm 17 tháng 11 trích dẫn thông tin từ trung tâm tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia. Tình báo Estonia khẳng định, dù có tổn thất đáng kể hàng ngày, nhưng Nga vẫn không từ bỏ các mục tiêu quân sự ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Dữ liệu chỉ ra rằng, mũi nhọn chính trong cuộc tấn công mùa thu của quân đội Nga tiếp tục nhắm vào các khu vực Adipka và Marinka. Báo cáo cho biết, đối với Adipka, rất có thể lực lượng Nga sẽ tìm mọi cách để tránh tiến vào thành phố. Báo cáo nhấn mạnh thêm, Đầu tiên, quân đội Ukraine đã củng cố mạnh mẽ vành đai. Thứ hai, chiến đấu trong đô thị có xu hướng kéo dài và đẫm máu. Do đó, có vẻ như mục tiêu của Nga bao gồm việc bao vây Adipka và các đơn vị đồn trú ở đó. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến Tapria của Ukraine, Oleksandr Stupul, từng tuyên bố rằng một làn sóng tấn công mới của Nga tại mặt trận Adipka có thể sẽ sớm xuất hiện. Trước đó, các lực lượng của Moscow đã sử dụng các phương tiện bọc thép nhắm vào khu vực công nghiệp và tấn công các vị trí trong thị trấn Adipka cả ngày và đêm. Thị trưởng Adipka, Vitali Parabat cho hay trên kênh truyền hình quốc gia. Tình hình rất nóng, trên thực tế, trong một vài ngày qua, đối phương trở nên ngày càng chủ động hơn. Bộ Quốc phòng Anh trong một báo cáo tình báo nhận định, Nga gần như chắc chắn đang nỗ lực bao vây thành phố. Theo đó, các lực lượng của Nga có thể đang ở gần nhà máy than đá lớn trong thị trấn, tại một vị trí chiến thuật trọng yếu, sát con đường dẫn tới Adipka bộ quốc phòng anh nhận định nhà máy này chi phối con đường chính dẫn vào adipka và nếu các lực lượng của nga đảm bảo được điều này việc tái cung cấp hậu cần cho thành phố sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn cho ukraine tuy nhiên cơ sở công nghiệp này mang đến cho ukraine lợi thế phòng thủ trong khu vực và các lực lượng của nga sẽ phải chịu tổn thất lớn về lực lượng nếu họ nỗ lực tấn công cơ sở này Bộ Quốc phòng nga đã công bố video lính pháo binh nga tàn phá các vị trí của ukraine bằng đạn súng cối 82 mm 2B9 Vasiliyev ở Krasny Liman. khi nhận được tin tình báo về vị trí đối phương, tổ súng cối nhanh chóng di chuyển vào vị trí bắn với hiệu quả vượt trội. Quân nhân nga đã thực hiện phát súng đầu tiên, sau đó là điều chỉnh kịp thời dựa trên phản hồi theo thời gian thực. Sự điều chỉnh trên rất quan trọng vì nó cho phép súng cối Vasiliyev hiệu chỉnh lại và nhắm mục tiêu chính xác vào thành trì của Ukraine. Độ chính xác của cuộc tấn công sau đó của họ đã dẫn đến sự phá hủy cả thành trì và nhân sự của đối phương có mặt ở đó. Súng cối 2B9 Vasiliuk 82mm, loại súng cối có bánh xe có tính cơ động cao, là phương tiện trong cuộc tấn công trên. Trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, lực lượng lính dù Nga đã sử dụng súng cối liên thanh 2B9 Vasiliuk để bắn chính xác với sức hủy diệt lớn vào các vị trí của quân đội Ukraine, bao gồm công sự, vũ khí, khí tài và nhân lực. Khẩu 2B9 Vasiliuk là một loại súng cối tự động từ thời Liên Xô. Súng này phóng liên tiếp 4 quả đạn cối mỗi loạt bắn, súng có cỡ nòng 82mm. Súng cối loại này có khả năng loại bỏ đối phương trong khu vực rộng tới 600m. Do vậy, 2B9 Vasiliuk cũng là mục tiêu chính cho quân đội Ukraine tấn công. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua nói rằng đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra sự hỗn loạn ở nước này để lật đổ chính quyền. Điều này cho thấy vị thế của ông Zelensky ở Ukraine rất dễ bị lung lay. Nhiều thế lực chính trị khác nhau có thể hy vọng rằng trong cuộc bầu cử ở Ukraine sắp tới, ông Zelensky sẽ có thể rời ghế tổng thống một cách bình thường, từ đó mở ra cánh cửa đàm phán với Nga. Anbo, một cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh cho biết, tình hình chính trị trong nước ở Ukraine được cho là ngày càng trở nên bất lợi đối với tổng thống Volodymyr Zelensky. Một nghị sĩ về khốp Narada, Quốc hội của Ukraine Alexander Dubinsky vừa bị Cơ quan An ninh Ukraine, SBU đột kích và khám xét nơi ở vì đưa ra những bình luận xúc phạm Tổng thống Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Andriy Zemak. Theo Anbo, điều này cho thấy vị thế của ông Zelensky ở Ukraine rất nhạy cảm. Nhiều thế lực chính trị khác nhau có thể hy vọng rằng trong cuộc bầu cử Ukraine sắp tới, ông Zelensky sẽ có thể rời ghế Tổng thống một cách bình thường, từ đó mở ra cánh cửa đàm phán với Nga. Trong khi đó, theo Bloomberg, bản thân ông Zelensky cáo buộc rằng Moscow cũng đang tìm cách gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine bằng cách tạo ra sự hỗn loạn trong nước và cuối cùng là phế chuất Tổng thống. Ông nói rằng, tình báo của chúng tôi có thông tin, cũng đến từ các đối tác của chúng tôi. Ông Zelensky nói, mô tả một kế hoạch thông tin sai lệch được biết đến là Maidan 3, ám chỉ quảng trường trung tâm ở Kiev tầm điểm của các cuộc biểu tình vào năm 2004 và 2014. Cuộc biểu tình Maidan năm 2014 đã đóng vai trò đặc biệt trong việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych được Nga hậu thuẫn. Ông Zelensky nói, Maidan nghĩa là đảo chính đối với người Nga, vì vậy có thể hiểu được ý nghĩa của hoạt động này. Vào tối ngày 7 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện hai video có nội dung Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaludny gọi ông Zelensky là kẻ phản quốc và kêu gọi quân đội tiến về Kiev. Những video này sau đó được tuyên bố là sản phẩm deepfake, giả mạo nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo và là một phần trong chiến dịch của Nga, theo Kiev Post. Trang tin Babel cho hay, video deepfake đầu tiên có hình ảnh người được cho là ông Zaludny xuất hiện trên kênh Telegram Nga Radio Chukha vào 20h33 phút ngày 7 tháng 11. Các điểm chính trong video này như sau. Ông Zelensky đã thủ tiêu trợ lý của ông Zaludny và sau đó cũng sẽ giết luôn vị tướng rồi giao Ukraine cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại chính vì ông Zelensky. Người Ukraine được gọi tới quảng trường Maidan, trong khi quân đội được lệnh từ bỏ vị trí và hành quân về Kiev. Video deepfake thứ hai được chia sẻ muộn hơn, lúc 2 giờ 16 phút ngày 8 tháng 11, trên kênh Telegram Trukha Barcelona. Trong video này, người được cho là ông Zalutny tuyên bố rằng đúng như dự đoán, giới truyền thông nói video hiệu triệu của ông là sản phẩm deepfake và tuyên truyền của nga. cả hai kênh Telegram trên đều không liên quan đến kênh truyền thông kha ở Ukraine. Trong bối cảnh đó, nghi ngờ đã dấy lên vào tối ngày 7 tháng 11 khi ông Volodymyr Azev, một nghị sĩ thuộc đảng Đoàn kết Châu Âu trong Quốc hội Ukraine viết trên Facebook rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã yêu cầu Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh Zaludny. Sau 20 phút, nhà lập pháp đã xóa bài đăng, nói đó là sự nhầm lẫn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Saint Petersburg vào ngày 17 tháng 11. Ông khẳng định Nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với châu Âu. Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Putin khẳng định kinh nghiệm lịch sử ngàn năm của nước Nga chứng minh rằng đa dạng văn hóa là điều may mắn lớn nhất và sự tương tác giữa các nền văn hóa là một trong những điều kiện để phát triển ổn định và hòa bình. Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. Nga sẽ không cắt đứt quan hệ với các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và UNESCO và nga không làm điều này nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với châu âu nga đang gặp khó khăn trong quan hệ với giới tinh hoa châu âu tổng thống putin nêu rõ chúng tôi tin vào khát vọng của những con người sáng tạo khai sáng để xây dựng một thế giới công bằng bền vững và an toàn chúng tôi tin rằng đây là mong muốn chân thành nhằm cải thiện tình hình trên thế giới hòa bình theo tất cả các nghĩa mà từ này có trong tiếng nga hòa bình là hòa hợp hòa bình là xã hội hòa bình là toàn nhân loại toàn thể hành tinh. Năm tới, Nga sẽ làm chủ tịch cùng lúc hai hiệp hội quốc tế BRICS và Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Một chương trình lớn được lên kế hoạch cho văn hóa. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng hợp tác văn hóa và nhân đạo với các quốc gia thuộc tổ chức hợp tác Thượng Hải, ASEAN và các hiệp hội khu vực hàng đầu ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Diễn đàn văn hóa quốc tế Saint Petersburg đang diễn ra tại thành phố Saint Petersburg. Năm nay, diễn đàn được tổ chức lại sau 4 năm tạm dừng. Ca sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia hàng đầu và lãnh đạo các tổ chức văn hóa lớn nhất ở Nga và các nước khác, hoạt động từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 70 quốc gia, bao gồm cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO, nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn BRICS, 56 phái đoàn chính thức và hơn 30 bộ trưởng văn hóa một thông tin liên quan khác đến vấn đề viện trợ cho ukraine trước đó phương tây từng nhiệt tình ủng hộ ukraine cả về vật chất và tinh thần trong cuộc xung đột vũ trang với nga nhưng giờ đây dường như mỹ và eu đã tỏ ra mệt mỏi trước các đòi hỏi của ukraine về vũ khí và tài chính tổng thống ukraine zelensky đã tuyên bố hoãn bầu cử tổng thống sắp tới của nước này động thái này có khả năng sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực của ukraine trong tìm kiếm thêm tiền bạc và viện trợ quân sự của phương tây khi sự chú ý của công chúng toàn cầu đang dồn sang cuộc chiến Israel-Hamas, đối với ông Zelensky, bất cứ lời bàn nào về bầu cử lúc này sẽ làm tăng các vấn đề chia rẽ chính trị, có thể ảnh hưởng đến nước này trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ngoài ra, theo ông Zelensky, nếu tổ chức bầu cử sẽ đòi hỏi phải thay đổi luật bầu cử, cấm bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật, bảo đảm quá trình bầu cử công bằng cho những ai phục vụ ngoài mặt trận và tiếp cận được hàng triệu cử tri Ukraine đã phải di tản trong thời chiến. Một câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và EU có tài trợ cho bầu cử ở Ukraina hay không? Khả năng cao là không, do các nước phương Tây e ngại, ông Zelensky có thể tận dụng các phương tiện truyền thông trong tay để thúc đẩy các mục tiêu chính trị và gây sức ép để các nước này cung cấp thêm cho Ukraina vũ khí, đạn dược và tiền bạc. Uy tín của ông Zelensky trong giới chức phương Tây được cho là không còn như trước nữa. Việc Ukraina chưa gia nhập được EU và NATO cũng là do nước này chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn mà phương Tây đòi hỏi ở họ. Liên minh châu Âu-EU đã khẳng định rõ rằng chính phủ Ukraine phải chứng minh họ đang tiến hành các cải cách về thể chế, bao gồm lĩnh vực tư pháp và chống tham nhũng, tôn trọng chế độ pháp quyền, thể hiện cam kết quản trị hiệu quả, hiện đại hóa các thể chế quốc gia và địa phương. Cụ thể, Ukraine phải đáp ứng 3 tiêu chí chính, còn gọi là tiêu chí Copenhagen, bao gồm việc xây dựng các thể chế ổn định và dân chủ và hình thành được nền kinh tế thị trường vận hành ổn tuy nhiên eu chỉ ra rằng ukraine còn nhiều yếu kém trong các khía cạnh nêu trên eu cũng không hài lòng về việc ukraine chưa hình thành được một hệ thống đảng phái theo kiểu eu dựa trên các lợi ích và giá trị kinh tế xã hội họ cho rằng các chính trị gia đắc cử tại ukraine thường sau đó sẽ không thực hiện đúng cải cách mà họ đã cam kết với eu eu cũng đánh giá nền kinh tế của Ukraine chưa thực sự thị trường và khó hấp thụ cạnh tranh trong khối. Đức đã trở thành nước thứ 5 trong nhóm G7 đàm phán về bảo đảm an ninh với Ukraine. Hai bên đã trao đổi tầm nhìn về các cam kết an ninh trong tương lai, hình thức và nội dung của các cam kết đó, cũng như nhất trí với nhau về một kế hoạch hành động tiếp theo. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 18 tháng 11 thông báo, vòng đàm phán thứ nhất về bảo đảm an ninh song phương đã bắt đầu và hai bên đã nhất trí về kế hoạch hành động tiếp theo. Trong thông báo, Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định, theo chỉ thị của Tổng thống và tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán đầu tiên với Đức về các cam kết an ninh song phương đã được bắt đầu vào ngày 18 tháng 11, như đã dự kiến trong tuyên bố chung về hỗ trợ Ukraine ký ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại Vilnius, Litva. Thông báo khẳng định Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhokova dẫn đầu nhóm đàm phán của Kiev và nhấn mạnh trong quá trình đàm phán, hai bên đã trao đổi tầm nhìn về các cam kết an ninh trong tương lai, hình thức và nội dung của các cam kết đó, cũng như nhất trí với nhau về một kế hoạch hành động tiếp theo. Thông báo cũng xác nhận, Đức đã cùng bốn quốc gia thành viên khác trong nhóm G7 đàm phán về vấn đề bảo đảm an ninh với Ukraine. Trước đó, vào ngày 14 tháng 11, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Zemak đã thảo luận với các cố vấn của lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức và Pháp về các bước tiếp theo nhằm cung cấp các bảo đảm an ninh cho Kiev. Theo văn phòng Tổng thống Zelensky, các bên đã tiếp tục đối thoại về việc ký kết thỏa thuận song phương liên quan đến các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ tuyên bố chung về hỗ trợ Ukraine được các quốc gia G7 thông qua ở Vilnius. thưa quý vị, chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trước viễn cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 lại là cuộc đua giữa ông Donald Trump và Joe Biden, nhiều người Mỹ đang khao khát những lựa chọn trẻ hơn, ít gây chia rẽ hơn. Các ứng cử viên độc lập hoặc thuộc đảng thứ ba, chính vì lẽ đó, đang trở thành nhân tố khó đoán, có thể gây khó cho tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và cựu tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau. Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy 63% người trưởng thành được hỏi cho rằng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã thể hiện kém trong đại diện cho người dân Mỹ đến mức cần có một đảng lớn thứ ba. Đây là một trong những con số cao nhất kể từ khi Gallup đặt câu hỏi này lần đầu tiên vào năm 2003. Hai ông Biden và Trump đều phải đối mặt với những thách thức chính, nhưng dự kiến sẽ trở thành ứng cử viên số một trong đảng của mình vào năm 2024, bất chấp những lo ngại sâu sắc về tuổi tác của ông Biden và hàng loạt cáo trạng hình sự của ông Trump. Chưa có ứng cử viên bên thứ ba nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện đại, mặc dù đôi khi họ đóng vai trò là kẻ phá bĩnh bằng cách lấy phiếu bầu từ các ứng cử viên của các đảng lớn. Một cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos cho thấy Robert F. Kennedy Jr., một nhà lý luận chống vaccine, người đã phát động cuộc tranh cử độc lập vào tháng 10, có thể giành được 20% số phiếu trong cuộc cạnh tranh tay ba với hai ông Biden và Trump. Ông Robert F. Kennedy Jr thành viên gia tộc nổi tiếng trong chính trường Mỹ, ngày 9 tháng 10 đã tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông Kennedy, cháu gọi cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy bằng bác, được hỗ trợ bởi Super PAC American Values 2024. Tổ chức này đã huy động được hơn 17 triệu đô la Mỹ cho nỗ lực tranh cử của ông từ một số nhà tài trợ có túi tiền dồi dào, bao gồm cả một đơn vị từng ủng hộ ông Trump. Sau thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, nhiều ý kiến cáo buộc ông Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử dẫn tới vụ bạo loạn chết người tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ hay đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hôm 17 tháng 11, Ủy ban Hành chính ở Hạ viện do Đảng Cộng Hòa, đảng bên ông Trump dẫn đầu khẳng định đã bắt đầu công bố 90 tiếng đoạn video an ninh về đồi Capitol. Video này vốn đã được cung cấp cho báo chí trước đó. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một đảng viên Cộng hòa, tuyên bố ông muốn video ngày 6 tháng 1 năm 2021 nêu trên được tất cả người Mỹ tiếp cận. Ông Johnson nói, hôm nay chúng tôi sẽ lập tức công bố video lên một website công khai và hành động nhanh nhất có thể để đưa lên website gần như toàn bộ băng ghi hình hơn 40.000 tiếng đồng hồ. Đài CNN trước đó đưa tin thẩm phán Sarah Wallace của bang Colorado, Mỹ vừa bác bỏ đơn kiện đề nghị ngăn cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử sơ bộ tại bang này. Đơn kiện cho rằng do ông liên quan vụ nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 nên nếu đắc cử và giữ chức tổng thống sẽ là vi hiến. Phán quyết do bà đưa ra sau khi thẩm phán tại các bang Minnesota và Michigan cũng bác bỏ các đơn kiện tương tự. Ba vụ kiện này vốn thu hút tài trợ từ nhiều nhóm, nhưng đến nay đều thất bại trong nỗ lực chặn ông Trump tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Dù bà Wallace nhận định ông Trump tham gia một vụ nổi dậy hôm 6 tháng 1 năm 2021 thông qua việc kích động, nhưng cũng cho rằng lệnh cấm đối với những kẻ nổi dậy theo tu chính án thứ 14 không áp dụng đối với các tổng thống. Khoản 3 của tu chính án số 14 được phê chuẩn năm 1868 có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Mỹ nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại hiến pháp sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền." Điều khoản này rõ ràng không nói tới Tổng thống và đề cập tới văn phòng Tổng thống. Cho đến thời điểm hiện tại, bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn là ứng viên Tổng thống sáng giá của Đảng Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 11, Nhà Trắng cáo buộc tỷ phú Elon Musk truyền bá một lời nói dối chống Do Thái trên trang mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cho rằng đó là hành vi khuyến khích thù hận và phân biệt chủng tộc bài Do Thái đáng ghê tởm đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ. Nhà Trắng đã bày tỏ sự tức giận với bình luận chống người Do Thái của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Trước đó, ông Musk tỏ ý tán thành một bài đăng có nội dung sai sự thật trên X, cho rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù đối với người da trắng. Vị tỷ phú nói, thuyết âm mưu sự thay thế vĩ đại mà bài này nhắc đến là sự thật. Thuyết âm mưu này cho rằng người Do Thái và những người cánh tả đang âm mưu thay thế dân tộc và văn hóa của người da trắng bằng những người nhập cư không phải da trắng, từ đó dẫn đến một cuộc diệt chủng của người da trắng. Người phát ngôn nhà trắng Andrew Bet nói, không thể chấp nhận được hành vi lặp lại lời nói dối ghê tởm, một tháng sau ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ sự kiện Holocaust và đề cập đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Đại diện của ông Musk và nền tảng X từ chối bình luận về bài đăng của vị tỷ phú. Các nhà quảng cáo đã lần lượt rời khỏi mạng xã hội X kể từ khi tỷ phú Elon Musk mua lại nền tảng này vào tháng 10 2022 và nới lỏng kiểm duyệt nội dung khiến bình luận cực đoan trên X gia tăng mạnh. LionGate ngày 17 tháng 11 cho biết họ đang tạm dừng quảng cáo X. Apple, công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, cũng đang tạm dừng quảng cáo trên nền tảng này. Ở diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 11, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu EU cho biết đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm ngừng quảng cáo trên trang mạng X. Trước đây là Twitter, do lo ngại làn sóng thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù hận ở trên nền tảng này. Theo người phát ngôn EC Johannes Banky, EC nhận thấy xu hướng đáng báo động về việc gia tăng những thông tin sai lệch và kích động thù hận trên một số nền tảng mạng xã hội trong những tuần gần đây, trong đó có trang mạng X của tỷ phú Elon Musk. Do đó, để tránh việc thông tin của EC xuất hiện trong bối cảnh không phù hợp, Ec yêu cầu các đơn vị trực thuộc hạn chế sử dụng quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội trong giai đoạn hiện nay yêu cầu của ec được đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với trang mạng x vào tháng trước để xác định liệu trang mạng này có hành động để ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột ở giải gaza hay không cuộc điều tra là một phần nỗ lực của eu nhằm buộc các tập đoàn công nghệ phải tăng cường kiểm soát những nội dung sai lệch chiều theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa mới của khối thưa quý vị quay trở lại với diễn biến xung đột israel hamas mới đây tổng thống joe biden vừa qua đã đưa ra những thông điệp khác nhau về cuộc xung đột ở trung đông trong hai bức thư gửi người mỹ ủng hộ palestine và người mỹ ủng hộ israel theo kênh cnbc trong khi một lá thư nhấn mạnh sự hỗ trợ mà ông biden dành cho israel trong cuộc xung đột chống hamas thì lá thư còn lại tập trung vào công việc của chính quyền mỹ nhằm bảo vệ dân thường ở gaza bài viết của Tổng thống Biden nhằm trả lời câu hỏi Mỹ muốn gì cho Gaza khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas chấm dứt. Chính quyền Palestine từng quản lý cả bờ Tây và Gaza nhưng đã bị lật đổ cuối năm 2007 sau một cuộc nội chiến ngắn với Hamas. Trong một diễn biến liên quan, Israel vừa qua cũng đã đưa ra cảnh báo mới kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza phải di rời về phía Tây, ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở Nam Gaza sau khi chinh phục miền Bắc. Thông báo trên kênh MSNBC, trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Mark cho biết, chúng tôi đang yêu cầu mọi người di rời. Tôi biết điều đó không dễ dàng với nhiều người trong số họ, nhưng chúng tôi không muốn thấy dân thường bị cuốn vào cuộc giao tranh. Động thái trên có thể buộc hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn về phía Nam, phải di rời một lần nữa cùng với cư dân của Khan Younis làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang rất nghiêm trọng. Khan Younis hiện có dân số hơn 400.000 người. Hãng tin AFP vừa qua dẫn thông tin từ cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết 32 người cùng một gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào một tòa nhà ở phía bắc Gaza, trong đó có 19 trẻ. Cùng với thông tin cung cấp cho AFP cơ quan y tế cũng công bố danh sách tên của 32 thành viên trong gia đình này. Đó là gia đình ông Abu Haban bị giết ở Zabalia, trại tị nạn lớn nhất trong khu vực đang bị các lực lượng Israel bao vây. Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin cung cấp bởi cơ quan y tế ở Gaza. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, Tamara Enrifai, nói với hãng tin Al Jazeera rằng UNRWA không còn có thể bảo vệ những người tìm đến các cơ sở của họ để trú ẩn trong bối cảnh Israel tiếp tục bắn phá khu vực này. Theo người phát ngôn UNRWA, không có nơi nào ở Gaza là an toàn và bản thân người của UNRWA cũng không còn được bảo vệ nữa. Còn tờ The Times of Israel cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc trên, quân đội nước này đã tìm thấy thi thể của hai con tin bị giết trong thời gian Hamas giam giữ. Thi thể một con tin được tìm thấy hôm 16 tháng 11 trong một tòa nhà gần khu phức hợp của bệnh viện Asifa và thi thể con tin còn lại được tìm thấy ngay ngày hôm sau. Ngày 19 tháng 11, tờ The Times of Israel đăng tải thông tin trong một cuộc họp báo mới diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan nói rằng quân đội nước này đang ở giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công trên bộ, hoạt động cả ở phía đông giải Gaza. Theo ông Galan, Hamas đã bị tấn công nặng nề, mất đi đường hầm, hầm trú ẩn, đồn bốt và nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm, quân đội Israel tiếp cận tất cả các địa điểm nhạy cảm với Hamas và tấn công chúng. Mỗi ngày trôi qua, các tay súng Hamas càng có ít nơi để di chuyển. Ông Galan nhấn mạnh những tay súng Hamas đang ẩn náu ở phía nam dài Gaza, nơi lực lượng phòng vệ Israel IDF vẫn chưa gửi quân mặt đất đến, sẽ sớm cảm nhận được điều này. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho rằng một cuộc tấn công mở rộng sẽ tiến hành bất cứ khi nào các lực lượng vũ trang cho là tốt nhất. Chuẩn đô đốc Hagari nói, chúng tôi quyết tâm thúc đẩy hoạt động của mình. Nó sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào Hamas tồn tại, kể cả ở phía nam giải Gaza. Theo hãng tin Reuters, ngày 18 tháng 11, một cuộc tấn công quân sự của Israel vào khu vực đông đúc phía nam Gaza dự kiến trong những ngày tới có thể phức tạp hơn cuộc tấn công trên bộ của họ ở phía bắc giải đất này do có khả năng gây ra thương vong cao hơn đối với dân thường và binh lính. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người Gaza đã chạy trốn về phía nam của giải đất này sau khi Israel yêu cầu họ rời khỏi miền Bắc. Giờ đây, nhiều người đang lo sợ sau khi tờ rơi được thả gần Kanjonit, thành phố lớn nhất ở Nam Gaza, yêu cầu họ di chuyển lần nữa và lần này là về phía Tây. Sau khi giải truyền đơn đã có pháo kích dữ dội, Giống như dấu hiệu báo trước việc Israel mở màn cuộc tấn công trên bộ vào 3 tuần trước. Theo ông Giora Elan, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, một chiến dịch trên bộ có thể mất từ 3 đến 4 tuần để khuất phục sự kháng cự của Hamas ở phía nam Gaza, nơi tập trung lãnh đạo của lực lượng này. Nhưng đây sẽ là một tình huống thách thức bởi hầu hết người dân giải Gaza hiện đang tập trung ở phía nam. Vì thế, có thể sẽ có nhiều thương vong dân sự hơn, nhưng ông Elan nhấn mạnh nó sẽ không ngăn cản chúng tôi tiến về phía trước." Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters rằng do Nam Gaza có mật độ dân cư đông đúc, cho nên chiến dịch của Israel ở đó có thể sẽ ít chú trọng hơn vào các cuộc không kích và tập trung nhiều hơn vào lực lượng mặt đất. Quan chức Mỹ này cũng cho biết Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc tấn công ở Nam Gaza nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra là loại bỏ Hamas. Theo hãng tin AFP Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Cairo, Chủ tịch Von der đề cao vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc cung cấp và tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho những người Palestine dễ bị tổn thương. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza và giải pháp hai nhà nước trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza leo thang. Trước đó, phát biểu tại diễn đàn an ninh Manama đang diễn ra ở Bahrain, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cho rằng chỉ có chính quyền Palestine PA mới có khả năng quản lý giải Gaza sau chiến tranh. Nhà ngoại giao EU cũng nhấn mạnh Hamas sẽ không còn có khả năng quản lý vùng lãnh thổ này trong tương lai nữa. Cùng lúc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ phải duy trì trách nhiệm quân sự tổng thể tại giải Gaza nhằm đảm bảo một tương lai chắc chắn. Trả lời phỏng vấn mạng phát thanh NPR của Mỹ, nhà lãnh đạo Israel khẳng định cần thành lập một chính quyền dân sự để quản lý giải Gaza, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch này. Trong khi đó, Mỹ đã nhiều lần nêu quan điểm về tình hình giải Gaza hậu chiến, trong đó yêu cầu Israel không chiếm đóng, không sáp nhập vùng lãnh thổ này. Chính quyền Israel cũng khẳng định sẽ duy trì quân đội tại giải Gaza trong một thời gian không xác định để duy trì an ninh và đảm bảo truy quét toàn bộ Hamas khỏi vùng lãnh thổ này. Tổng thống Joe Biden vừa qua đưa ra những thông điệp khác nhau về cuộc xung đột ở Trung Đông trong hai bức thư gửi người Mỹ, ủng hộ Palestine và người Mỹ ủng hộ Israel. Theo kênh CNBC, trong khi một lá thư nhấn mạnh sự hỗ trợ mà ông Biden dành cho Israel trong cuộc xung đột chống Hamas, thì lá thư còn lại tập trung vào công việc của chính quyền Mỹ nhằm bảo vệ dân thường ở Gaza. Mặc dù hai bức thư không mâu thuẫn với nhau và cũng không mâu thuẫn với các chính sách của tổng thống Biden, nhưng việc văn phòng thư tín nhà trắng soạn hai phiên bản của một bức thư về cùng một chủ đề có điểm nhấn khác nhau đáng kể là điều không phổ biến. Tuy nhiên, động thái này cho thấy ông Biden không muốn làm mất lòng cả bên ủng hộ Israel và bên ủng hộ Palestine trong liên minh của mình. Trong bức thư được gửi tới những người ủng hộ Israel do văn phòng thư tín của tổng thống soạn và được ký tự động tên ông Biden, có nhắc lại sự kiện diệt chủng người Do Thái Holocaust khi nói tới vụ Hamas tấn công Israel hôm 7 tháng 10 bức thư cam kết hỗ trợ liên tục cho israel và ưu tiên vấn đề con tin tổng thống biden viết người dân israel đã trải qua một thời điểm tàn ác gợi lại những ký ức khủng khiếp và được coi là ngày chết chóc nhất đối với người do thái kể từ holocaust ông nói tiếp mỹ sát cánh cùng israel chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng israel có những gì cần thiết để tự vệ theo luật nhân đạo quốc tế tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để đảm bảo việc thả các con tin bị hamas bắt giữ Tuy nhiên, trong bức thư gửi những người ủng hộ Palestine, bức thư không hề đề cập đến cái ác nạn diệt chủng Holocaust hay sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel. Thay vào đó, thư tập trung vào việc cung cấp viện trợ cho người Palestine. Ông Biden viết: "Chúng tôi phải luôn lên án chủ nghĩa khủng bố khi chứng kiến nó xảy ra. Nhưng Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Tổ chức này không đại diện cho phẩm giá của người Palestine. Chúng tôi thương tiếc nhiều người Palestine vô tội đã bị sát hại." ông biden tiếp tục giải thích rằng đó là lý do tại sao chính quyền của ông đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để bảo đảm rằng việc viện trợ như thực phẩm nước và thuốc men có thể khẩn cấp đến tay những người palestine vô tội ở gaza và nhấn mạnh rằng mỹ kiên quyết ủng hộ bảo vệ dân thường trong xung đột có những quan điểm chung trong hai bức thư như lời hứa của ông biden rằng sẽ tìm cách bảo vệ dân thường đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cho những người palestine vô tội và nỗ lực hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước cũng như gọi hamas là một tổ chức khủng bố một quan chức nhà trắng giấu tên cho biết bất cứ ai đọc những quan điểm khác nhau mà chúng ta thấy trong thư sẽ thấy rằng những bức thư này cần có hai phản hồi riêng biệt đây là một vấn đề phức tạp liên quan đến sắc thái và tính nhạy cảm có các phản hồi riêng sẽ giúp chúng tôi giải quyết tốt hơn những mối quan ngại và tính nhạy cảm riêng được nêu ra trong những bức thư gửi đến quan chức này cho biết ông biden đã xem một số bức thư gửi đến và nói thêm rằng cần có nhiều thư trả lời để thể hiện sự tôn trọng với người gửi. Hai lá thư mang hai thông điệp cho thấy Tổng thống Biden cần kêu gọi cả hai phe trong đảng mà hai phe vốn đã chia rẽ trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Trung Đông. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là phải tái tranh cử, ông Biden không muốn làm vật lòng các cử tri đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò của NPR PBS Newhouse Maris công bố trong tuần này cho thấy hầu hết thành viên đảng Dân Chủ 56% hiện tin rằng phản ứng của Israel trước vụ tấn công của Hamas là quá nhiều. Con số này tăng từ 35% 4 ngày sau cuộc tấn công, khi Israel vẫn chưa tiến hành cuộc chiến trên bộ vào Gaza. Theo cuộc khảo sát, nhìn chung, 60% thành viên Đảng Dân Chủ tán thành cách xử lý cuộc chiến của ông Biden. Tại Michigan, một bang giao động quan trọng của nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo một số thành viên Đảng Dân chủ đang cảnh báo sẽ từ chối bỏ phiếu cho ông Biden vì ông ủng hộ Israel. Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã đụng độ với cảnh sát trong tuần này sau khi họ chặn lối vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ. Về nhiều vấn đề, nhà trắng gửi một bức thư duy nhất để trả lời những người viết thư để hỏi về quan điểm của tổng thống hoặc bày tỏ quan điểm riêng về một chủ đề cụ thể. Đôi khi, đối với các vấn đề đặc biệt gây tranh cãi, nhà trắng sẽ soạn thảo các phiên bản khác nhau của một bức thư để nhấn mạnh tổng thống đồng ý với một bên hoặc giảm bớt sự bất đồng của ông với bên kia một người từng làm việc tại văn phòng thư tín ở chính quyền mỹ cho biết mọi văn phòng thư tín đều cân nhắc về vấn đề đó đó là nghệ thuật và bản năng hơn là khoa học tổng thống biden có thể chắc chắn rằng ông sẽ không bị cáo buộc vì nói điều tương tự với mọi người dựa trên hai bức thư này hai bức thư cùng thông điệp nhưng có cấu trúc đảo nhau trong bức thư gửi cho những người ủng hộ hành động của israel ông viết tại mỹ tôi đã chỉ đạo nhóm của mình xác định ngăn chặn và phá vỡ các mối đe dọa trong nước có thể xuất hiện nhằm vào người do thái hồi giáo ả rập hoặc bất kỳ cộng đồng nào khác không có chỗ cho thủ hận trong thế giới của chúng ta không chống người do thái không chống người hồi giáo không chống bất kỳ ai nhưng trong bức thư gửi những người mỹ ủng hộ palestine ông viết tôi đã chỉ đạo nhóm của mình xác định ngăn chặn và phá vỡ mọi mối đe dọa trong nước có thể xuất hiện nhằm vào người hồi giáo người ả rập người palestine người do thái hoặc bất kỳ cộng đồng nào khác không có chỗ cho thù hận ở mỹ không chống người hồi giáo không chống người ả rập không chống người palestine không chống người do thái không chống bất kỳ ai tương tự ông biden đã đào chủ nghĩa bài do thái và bài hồi giáo trong hai bức thư nhấn mạnh chủ nghĩa bài hồi giáo trong bức thư gửi các phóng viên ủng hộ palestine còn trong bức thư ủng hộ Israel, người Palestine bị loại khỏi danh sách những người mà Biden muốn bảo vệ khỏi sự thù hận. Bức thư ủng hộ Israel đề ngày mùng 1 tháng 11, bức thư ủng hộ Palestine đề ngày mùng 8 tháng 11. Ngay cả những dòng kết thúc thư cũng được viết rất rõ ràng để thu hút các bên đối lập. Tổng thống Biden viết cho nhóm ủng hộ Palestine: "Và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhớ trong trái tim mình tất cả các gia đình trên khắp đất nước chúng ta và trên toàn thế giới." Những người đang đau buồn vì mất mát người thân yêu, mất một phần linh hồn vì thảm kịch này. Ông viết cho những người ủng hộ Israel. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối chủ nghĩa khủng bố và tội ác bờ bãi, giống như chúng tôi vẫn luôn làm. Quân đội Israel vừa qua đã ra lệnh sơ tán người tại bệnh viện al shifa trong vòng 1 giờ tới, qua loa phóng thanh giữa lúc binh sĩ lùng sụp cơ sở y tế này để tìm nơi ẩn náu của các tay súng Hamas hàng trăm người đã bắt đầu đi bộ rời khỏi bệnh viện Al-Shifa. Trong khi đó, cơ quan y tế ở Gaza cho biết 450 bệnh nhân đang mắc kẹt tại cơ sở y tế này. Bệnh viện Al-Shifa tại thành phố Gaza là bệnh viện lớn nhất giải Gaza và đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Hamas. Israel cáo buộc Hamas điều hành một căn cứ trong lòng đất bên dưới bệnh viện này, song Hamas phủ nhận. Liên Hiệp Quốc ước tính có 2.300 bệnh nhân, nhân viên và dân thường Palestine chạy loạn đang trú ẩn tại Al-Shifa Trước khi quân đội Israel tiến vào hôm 15 tháng 11, cơ quan y tế Gaza thông báo hàng chục người đã thiệt mạng tại bệnh viện này do mất điện, do thiếu nhiên liệu trong bối cảnh giao tranh dữ dội. Israel đã nhiều lần kêu gọi người trong bệnh viện sơ tán đi về miền Nam giải Gaza, giữa lúc quân đội Israel mở rộng tấn công ở miền Bắc lãnh thổ này, bao gồm thành phố Gaza. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết di chuyển bệnh nhân là chuyện bất khả thi vào lúc này. Giám đốc bệnh viện Mohamed Abu Samia nói rằng quân đội Israel đã chỉ thị cho ông đảm bảo việc sơ tán bệnh nhân, người bị thương, người phải di tản và nhân viên y tế rằng họ nên đi bộ về phía bờ biển. Đồng thời, Israel đã đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Yunis, miền Nam Gaza phải di rời về phía tây, ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở Nam Gaza sau khi chinh phục miền Bắc. Thông báo trên kênh MSNBC, trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Mark Regev cho biết, Chúng tôi đang yêu cầu mọi người di rời. Tôi biết điều đó không dễ dàng với nhiều người trong số họ, nhưng chúng tôi không muốn thấy dân thường bị cuốn vào cuộc giao tranh. Động thái trên có thể buộc hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn về phía Nam, phải di rời một lần nữa cùng với cư dân của Khan Yunis làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang rất nghiêm trọng. Thưa quý vị, chính phủ Israel vừa qua đã đồng ý cho hai xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày để giải quyết nhu cầu thiếu hụt nhân đạo ở khu vực này. Tuy nhiên, quyết định này vẫn được xem là chưa đủ trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nguy cơ dịch bệnh và nạn đói đang có dấu hiệu lan rộng. Bên cạnh việc cho phép hai xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày, Israel cũng đồng thời tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống lực lượng Hamas với nhiều máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào những địa điểm của nhóm này ở Gaza. Phát biểu trước báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Zachi Hanebi nhấn mạnh, trong nhiều tuần, chúng tôi đã phải đối mặt với áp lực quốc tế to lớn để đạt được lệnh ngừng bắn và tạm dừng nhân đạo. Và Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh trong các cuộc trò chuyện với Tổng thống Biden và với tất cả các nhà lãnh đạo khác, ngừng bắn và tạm dừng nhân đạo là không thể khi các con tin chưa được trả tự do đó là lý do tại sao chúng ta đang ở đây và chúng ta không đồng ý ra lệnh cho binh sĩ dừng bước tiến để đạt được mục tiêu dù chỉ một phút tuyên bố trên của israel cho thấy xung đột sẽ vẫn còn ác liệt tại vùng đất gaza vốn không yên bình này và việc cho phép nhỏ giọt nhiên liệu được vào giải gaza không thể đáp ứng đủ nhu cầu của hàng triệu người dân đang bị vây hãm bởi xung đột trong khi nhiên liệu là yếu tố vô cùng quan trọng để vận hành các hoạt động khác từ cung cấp nước sạch, điện, các cửa hàng bán bánh, y tế và nhiều nhu cầu thiết yếu khác. Trong khi đó, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, Richard Pipercorn nhấn mạnh, chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh, tình trạng quá tải tại các nơi trú ẩn, trong các nhà kho của văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo và tất cả các nơi trú ẩn tạm bỡ, thiếu nước và vệ sinh. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc hiện cho biết khoảng 813.000 người Palestine hiện đang tạm trú tại ít nhất 154 nơi trú ẩn do cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc điều hành. Trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu và nguy cơ xảy ra lũ lụt cũng làm gia tăng lo ngại rằng hệ thống thoát nước của khu dân cư đông đúc bị quá tải và dịch bệnh sẽ lây lan. Việc thiếu nhiên liệu sẽ buộc các trạm bơm nước thải và nhà máy khử muối phải đóng cửa, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và bùng phát dịch bệnh. Hội nghị thượng đỉnh chung bất thường giữa Liên đoàn Ả Rập AL và Tổ chức hợp tác hồi giáo OIC về xung đột Israel Hamas diễn ra hôm 11 tháng 11 là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của hai khối này kể từ khi đụng độ bùng phát vào hôm mùng 7 tháng 10. Chính vì thế, cuộc họp nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Kết quả sự kiện này cho thấy những chỉ dấu không kém phần đáng lưu ý. Các nước hồi giáo và Ả Rập thể hiện sự nhất trí khi sử dụng từ ngữ mạnh mẽ nhất để chỉ trích Israel. Nghị quyết bác bỏ lập luận rằng các đợt tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF là nhằm tự vệ và có cơ sở. Đồng thời, hai khối này kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết có tính ràng buộc nhằm ngăn chặn hành vi quyết đoán của Israel. Một điểm nhấn khác là nghị quyết kêu gọi các nước ngừng xuất khẩu vũ khí đạn dược tới Israel để IDF có thể sử dụng trong các kế hoạch quân sự. Mặt khác, nghị quyết không đề cập các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị cụ thể với Israel. Các biện pháp này bao gồm ngăn chặn chuyển vũ khí Mỹ tới Israel từ các căn cứ Mỹ tại khu vực, đóng băng mọi quan hệ ngoại giao và kinh tế với Israel, đe dọa sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy, ngăn các chuyến bay của Israel đến hoặc quá cảnh qua không phận khối Ả Rập và đưa một đoàn đại biểu tới Mỹ, châu Âu và Nga để thúc đẩy ngừng bắn. Sự đồng nhất trong quan điểm về Israel song chia rẽ trong cách đối xử với quốc gia này tiếp tục là bài toán đeo đẳng khối Ả Rập và hồi giáo trong thời gian tới ở góc nhìn khác the economist anh nhận định nhà nước do thái cũng đối mặt với nhiều câu hỏi và ít lời giải đáp trước hết idf đang đạt được bước tiến đáng kể về mặt quân sự khi loại bỏ thành công nhiều tướng lĩnh chỉ huy cấp cao của hamas và giành quyền kiểm soát tòa nhà quốc hội giải gaza của phong trào hồi giáo này đồng thời binh sĩ israel đã tới bệnh viện al shifa tâm điểm của các đợt đụng độ và tranh cãi ở chiều ngược lại israel đang đối mặt không ít bài toán khó chiến dịch của idf càng tiến triển nhà nước Do Thái càng hứng chịu sức ép từ khối Ả Rập, Hồi giáo và phương Tây. Ngoại trưởng nước này Eli Cohen khẳng định áp lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng trong 2 đến 3 tuần tới. Vừa qua, Pháp đã kêu gọi Israel dừng chiến dịch tấn công. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định nước này không muốn thấy màn đấu súng ở bệnh viện nơi người dân vô tội, bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị bị kẹt giữa làn đạn. Quan trọng hơn, viết trên Foreign Policy Mỹ Ông Rafael S. Cohen, giám đốc chương trình chiến lược và tuyên truyền tại dự án không quân của tập đoàn RAND Mỹ nhận định một khi dừng chiến dịch trên bộ, IDF sẽ khó loại bỏ hoàn toàn chiến binh Hồi giáo, vốn ẩn náu và chiến đấu dưới 500 km đường hầm ở giải Gaza. Bên cạnh giải cứu các con tin và đáp trả đợt tấn công của Hamas, đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của Liên minh cầm quyền cực hữu ở thời điểm hiện tại. Do đó, thất bại trong việc hoàn thành các mục tiêu này có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu vốn đã hứng chịu chỉ trích sẽ rơi vào thế đã khó nay càng khó hơn. Tài khoản X của lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây đăng tải một đoạn phim cho thấy các binh sĩ nước này đã tìm thấy hàng chục quả đạn súng cối, đạn súng phóng lựu RPG và các loại vũ khí khác được cất giấu trong một trường mẫu giáo ở phía bắc giải Gaza. Trong chú thích cho đoạn phim nêu trên, IDF nói rằng trường mẫu giáo nên là nơi cất giữ đồ chơi chứ không phải vũ khí chết người hãng tin Reuters của Anh đã đăng lại đoạn video nhưng nhấn mạnh họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Trước đó, tài khoản X của người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã phát đi hình ảnh những quả tên lửa được tìm thấy bên trong chiếc giường đặt trong phòng ngủ có biển ghi ở cửa là của bé gái. Phòng ngủ này thuộc ngôi nhà của một tay súng Hamas, thuộc phân đội ở Beit Hanoun, Ngoài ra, các binh sĩ Israel còn tìm thấy nhiều loại vũ khí, đạn dược khác ở xung quanh như phương tiện nổ, đai nổ, hệ thống kích hoạt, súng tiểu liên, đạn chống tăng. Thưa quý vị, nhà báo điều tra của Mỹ, Seymour Hurt, dựa trên các nguồn tin khác nhau hôm 17 tháng 11 cho hay, giới chức Israel và các thủ lĩnh Hamas đang trong quá trình đàm phán ở Qatar với sự hậu thuẫn của Mỹ. Đội ngũ phía Mỹ bao gồm giám đốc CIA William Burns, trợ lý chính sách đối ngoại giàu kinh nghiệm nhất của Tổng thống Biden. Theo nhà báo Hurt, Israel và Hamas đã đạt được một thỏa thuận dự kiến cách đây một số ngày. Nhà báo Hurt cho biết thêm, theo thỏa thuận dự kiến, Hamas đồng ý thả 50 con tin là phụ nữ và người già để đổi lại việc Israel thả hàng trăm phụ nữ và thiếu nữ thuộc các gia đình Hamas hiện đang bị Israel giam giữ. Vẫn theo ông Hurt, Mỹ yêu cầu rằng các thành viên gia đình nói trên được phóng thích cùng nhau, đồng thời kêu gọi Hamas thả 71 con tim mà họ đang giam cầm. Thông tin cho hay, Hamas đồng ý với yêu cầu của Mỹ, tuy nhiên Hamas yêu cầu ngừng bắn với Israel trong 5 ngày. Ông Hertz cho hay, thủ tướng Israel Netanyahu đã bác bỏ ngay lập tức đề xuất đình chiến đó của Hamas. Trong khi đó, tài khoản X của lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 18 tháng 11 đăng tải một đoạn phim cho thấy các binh sĩ nước này đã tìm thấy hàng chục quả đạn súng cối, đạn súng phóng liệu RPG và các loại vũ khí khác được cất giấu trong một trường mẫu giáo ở phía bắc giải Gaza. Trong chú thích cho đoạn phim nêu trên, IDF nói rằng trường mẫu giáo nên là nơi cất giữ đồ chơi, chứ không phải vũ khí chết người. Hãng tin Reuters của Anh đã đăng lại đoạn video, nhưng nhấn mạnh họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video trước đó tài khoản x của người phát ngôn quân đội israel chuẩn đô đốc daniel hagari đã phát đi hình ảnh những quả tên lửa được tìm thấy bên trong chiếc giường đặt trong phòng ngủ có biển ghi ở cửa là của bé gái phòng ngủ này thuộc ngôi nhà của một tay súng hamas thuộc phân đội ở beit hanoun ngoài ra các binh sĩ israel còn tìm thấy nhiều loại vũ khí đạn dược khác ở xung quanh như phương tiện nổ đai nổ hệ thống kích hoạt súng tiểu liên đạn chống tăng trong bối cảnh xung đột giữa israel và hamas Ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi ngày 18 tháng 11 tuyên bố vương quốc này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn việc cưỡng chế người Palestine rời khỏi nơi sinh sống của họ. Phát biểu tại một hội nghị về an ninh do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức tại thủ đô Manama, Bahrain, đại diện Jordani nêu rõ, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngoài tội ác chiến tranh, đó sẽ còn là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn điều này hiện đã có trên 2 triệu người Palestine đang tị nạn ở Jordani. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas khiến Vương quốc Ả Rập này lo ngại sẽ có thêm người tị nạn từ Gaza vào bờ Tây tràn sang, đúng theo mong muốn của Israel. Cũng tại hội nghị, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông Brett Marcus cho rằng, Việc trả tự do cho các con tin do nhóm Hamas bắt giữ sẽ dẫn đến sự gia tăng hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo và tạm dừng giao tranh ở Gaza một cách đáng kể. Ông Margaret khẳng định, các con tin được thả ra, quý vị sẽ thấy một sự thay đổi vô cùng đáng kể. Thủ tướng Bahrain, Thái tử Salman bin Hamad al-Khalifa trước đó kêu gọi Hamas trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin. Đổi lấy việc Israel trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong tù, mà theo ông, những người này không phải là chiến binh. Cùng ngày, hãng tin Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế từ Bệnh viện Sifa ở miền Bắc Giải Gaza sáng ngày 18 tháng 11 cho hay, lực lượng phòng vệ Israel IDF ra lệnh cho bác sĩ, bệnh nhân và dân thường Palestine đang trú tại bệnh viện này có một giờ đồng hồ để sơ tán. Nguồn tin cho biết yêu cầu này là không thể bởi cơ sở y tế này đã bị IDF bắn phá và bao vây trong mấy ngày qua và là nơi cưu mang khoảng 7.000 người, trong đó có nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện có khoảng 300 bệnh nhân nặng, ít nhất 35 trẻ sinh non đã bị buộc phải đưa ra ngoài lồng ấp để chăm sóc trong 8 ngày qua vì không có oxy và điện. Ngoại trưởng Jordani Ayman Savadi vừa qua tuyên bố vương quốc này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn việc cưỡng chế người Palestine rời khỏi nơi sinh sống của họ. Phát biểu tại một hội nghị về an ninh do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức tại thủ đô Manama, Bahrain, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas vẫn tiếp diễn, đại diện Jordani nêu rõ, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngoài tội ác chiến tranh, đó sẽ còn là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn điều này. Hiện đã có trên 2 triệu người Palestine đang tị nạn tại Jordani. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas khiến Vương quốc Ả Rập này lo ngại sẽ có thêm người tị nạn từ Gaza và bờ Tây tràn sang, đúng theo mong muốn của Israel. Cũng tại hội nghị, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông cho rằng, Việc trả tự do cho các con tin do nhóm Hamas bắt giữ sẽ dẫn đến sự gia tăng hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo và tạm dừng giao tranh ở Gaza một cách đáng kể. Ông Marcus khẳng định, các con tin được thả ra, quý vị sẽ thấy một sự thay đổi vô cùng đáng kể. Thủ tướng Bahrain, Thái tử Salman bin Hamad al-Khalifa trước đó kêu gọi Hamas trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin, đổi lấy việc Israel trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong tù mà theo ông những người này không phải là chiến binh. Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế từ Bệnh viện Sifa ở miền Bắc giải Gaza cho hay Lực lượng phòng vệ Israel IDF ra lệnh cho bác sĩ, bệnh nhân và dân thường Palestine đang trú tại bệnh viện này có một giờ đồng hồ để sơ tán. Nguồn tin cho biết yêu cầu này là không thể bởi cơ sở y tế này đã bị IDF bắn phá và bao vây trong mấy ngày qua và là nơi cưu mang khoảng 7.000 người, trong đó có nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện có khoảng 300 bệnh nhân nặng, ít nhất 35 trẻ em sinh non đã bị buộc phải đưa ra ngoài lồng ấp để chăm sóc trong 8 ngày qua vì không có oxy và điện. Cũng theo các bác sĩ, hiện không có bất cứ phương tiện giao thông nào hoạt động ở thành phố Gaza vì không có nhiên liệu, do đó nếu sơ tán thì chỉ có cách đi bộ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.